Cô có thể cho chúng cháu một cái gọi là bức tranh ngắn gọn về cái tình hình kinh tế hiện nay của Việt Nam như thế nào? Nhưng mà ngay tại thời điểm này cô có thể mô tả được Tại thời điểm này thì đối với những nhóm nghiên cứu khác nhau, trong đó có một số nhóm được tham gia, thì chúng tôi coi là chúng ta đang ở tiếp một cái đáy của cái chu kỳ kinh tế mà đi xuống. Hiện nay thì vẫn đang ở cái đáy của nó. Cái chu kỳ này thì nó bắt đầu rõ ràng nhất từ năm 2007, 2008 đến nay. Để chúng ta trong một chu kỳ sau những năm đã có được tốc độ tăng trưởng khá là tốt và ổn định được kinh tế vĩ mô, nó thể hiện rõ rệt nhất là kiềm chế được lạm phát, tình hình khá ổn đến năm 2006, nhưng mà sau đó là nó bắt đầu có một số xu hướng xấu xuất hiện. Thế và như vậy là kiểu trong năm nay là năm thứ tư rồi liên tục chúng ta bị bất ổn vĩ mô khá là nghiêm trọng.